tắt xi nhan, nhìn bánh sau qua cái vạch trắng này, nhìn gần nơi đạp côn vào, mắt nhìn vào gương kia, đạp côn vào, đạp sâu vào, nào đạp côn nhìn vào gương. Cô lại đi tiếp học đi, học thạo C2 cho thi luôn tháng sau của Victor luôn, hồ sơ đấy rồi. Cứ học đi, lúc nào thích thi B2, B1 được, B2 cũng được. Thi B1, con bảo thi B1 cho dễ. Dễ, cái thằng người nó bảo chị, anh chị học chậm bố cho làm gì mà. Mày cứ để đấy, tao sẽ dạy, tao sẽ cho mày biết. Còn dạy mày cứ dạy máy móc quá, lấy đâu. Lên. B1 thì nó dễ, mỗi cái đề bài của chuồng chiếc nó như nhau. Ga lên. Lấy ra. Đưa nó vào. Ra đi. Trả đi. Nhìn đúng bả bài mình nào. Đạp côn vào. Quạt hết thải. Nhìn vào gương trái, chuyển tay ngang ra bên nào. Cứ nhìn vào gương trái, chăm chú nhìn vào đấy. Đấy, giấy trắng đấy, đi xe nó đúng vào đấy thì đúng là. Lửa lên, lửa lên. Thấy chưa? Đỗ lại, phanh lại, quạt hết lái trái. Tốt rồi. Kịch không vặn được nữa thôi nào. Đạp côn sâu vào, cứ đạp hờ hờ thế thì đạp làm gì ấy. Đạp sát sàn vào. Chuyển tay ngang hai bên nào. Nhả côn từ từ, nhìn cả hai bên. Bánh xe nó phải chuyển động nữa. Tí nữa không nhả côn thì làm sao đi được. Nhả côn đi. Nhìn cả hai bên, chậm thôi. Nhìn cả bên kia nữa. Một, hai, thôi, quá rồi. Nhấc phanh lên, nhả côn vào. Chậm thôi nào. Đỗ lại. Số 1 đi ra. Nhấp phanh phanh lên, nhả côn, gương nhìn đến cái mép ngoài của bên phải kia thì cua lái. Cứ đi thẳng lên nào, nhả côn cứ mạnh dạn lên, không phải sợ. Cua đi. Hết lái. Quạt hết, hết là hết, bớt lại thì nó leo lên vỉa hè. Trả thẳng hai vòng, nó như hết bên phải bên kia, cái thùng kia số 1 tiến lên. Nhìn cái đít xe nó hé ra 5 phần, chăm chú nhìn vào gương phải, tiến lên nên sửa hẹp nó nhanh hơn. Tí nữa. Rồi đúng rồi, quạt hết trái xuống nhỉ. Thấy chưa? Sửa rộng lay quay mà không biết nha. Mệt hơn. Lúc nó cuốn rồi. Xong đi ra lên đi thi tốt nhất là cho bè vạch sửa hẹp nó nhanh. Đây là sửa học là sửa hẹp. Tốt chứ không phải là vào chuẩn cho tốt đâu. Đi thi mình cần vào chuẩn luôn thì phát vấn học, học cả sửa chứ. Ok, học sửa quan trọng. Học đường sửa đi giữa đường thì gọi cứu hộ. Thế bây giờ cái lớp này mà đi học bây giờ thì chỉ đi sửa về và thay cái lớp phụ cũng không biết đường luôn.
được học ngắn thời gian, cũng như ngày trước học 18 tháng cả sửa chữa, bắt ra học lý thuyết xong bắt đầu nó mới cho bị ngon, rồi bắt đầu nó mới cho ra học lái. Tại vì mình ở ngoài đường ấy, mình đỗ vỉa hè này cách 40 phân 50 phân không được, không chạm vào đít xe nó, lùi vào không chạm, không chạm một đuôi đầu xe nó đuôi ở đằng đít là ok. Đấy, nhưng đi thi nó bắt buộc phải cách, nó không có chuyện rung sai nhiều, nhiều lắm là 20 phân từ cái mép ra cái lốp là chỉ có cách ra 20 phân thôi.